Yo, xin chào tất cả những người bạn có mặt trên kênh của mình. Mình là Lão Gia đây. Đến với lại video ngày hôm nay của chúng ta thì chúc anh em có một ngày thật tốt lành nhá. Ok luôn. Hôm nay thì vẫn là cái series mà đi làm thử thách do fan yêu cầu đây. Thì hôm nay sẽ là thử thách không sử dụng nút ngắm để lấy top 1 nhá. Đấy, thì anh em cũng biết là cái nút ngắm là cái nút nào đúng không? Không cần phải giải thích nhiều nhá. Nó hơi khó chịu một chút thôi, chứ cũng không có gì căng thẳng cả đâu. Có người quanh đây nha mọi người. Có tiếng bước chân. Đó kìa, thấy không? Chạy đi đâu. Chỉ có mỗi tầm xa là mình không bắn được thôi, chứ còn riêng tầm gần với tầm trung thì mình bắn không xịt phát nào. Ui, kinh nhé. Khi mà anh em không dùng bắn ấy, mà anh em dùng súng trường để kéo tầm ấy, thì cái việc lên đầu nó dễ dàng cực kỳ nhá. Bạn nào mà chưa bắn thì thử đi, dễ lắm. Đéo tin. Chỉ có mỗi tội là nếu như mà xa quá ấy, kìa, xa như kiểu thế kia kìa, thì rất chi là khó để mà ngắm vào nếu như mà anh em mà không bật ngắm lên. Đấy, vậy nên là hôm nay khi mà mình làm cái thử thách này, mình cũng xác định rõ ràng rồi là chỉ bắn được tầm ngắn và tầm trung thôi, còn tầm xa thì coi như bỏ. Mình tính là kiếm hai cái vector xong rồi chơi hai cái vector, nhưng mà thôi, nghĩ lại thì nếu như mà chơi full trận chiến không ấy thì nó sẽ hơi nhàm, đâm ra là thôi chơi cả tầm xa và tầm gần luôn. Đấy, M14 kìa. M14 thì mình không có cần. Mình có UAG rồi mà. Cái cây UAG này, nếu như bạn nào mà chưa biết ấy, thì nó có hai skin giống hệt nhau. AUG thời không. Chỉ có khác nhau là một cái thì hai chỉ số, còn một cái thì một chỉ số. Hiểu kiểu gì? Đấy, kiểu vậy. Mình cũng không hiểu tại sao nhà phát hành game người ta lại làm ra hai cái skin súng nó giống hệt nhau như vậy. Nhưng mà chịu thôi, người ta làm thì mình mua thôi, chứ biết sao được. Đó, anh em thấy không? Cứ bắn là tầm trung mà không bật ngắm là kiểu gì đi kiểu có một hai viên lạc vào đầu, ngon lắm. Nên là nếu như mà anh em mà xác định là bắn là tầm trung thì anh em cũng đừng nên bật ngắm làm gì nhá, chỉ nên bật ngắm những lúc mà cần thiết thôi. Rồi, máu đạn thì đầy đủ hết rồi, ok hết rồi anh em ạ, cũng được 2 kill luôn rồi. Chúng ta sẽ đi tìm người tiếp nhá. Ở đây có ai không? Ui, rồi xong. Đang đâu mất 80 máu. Không sao, cũng may là quanh đây không có ai. Chứ có người là pha vừa rồi là xong mình rồi. Đồ còn nguyên này. Sợ chưa? Quá trời đồ luôn. Có xác anh em ạ. Vậy là quanh đây đã có người rồi. Ấy, làm gì mà căng bạn ơi. Trời nó nô á. Sợ quá sợ quá. Thôi từ từ đã nha. Rút đã. Do là mình bị lộ vị trí, đâm ra là không nên ở cái chỗ đấy làm gì. Lỡ đầu bị ném. Ném liệu gì lại không trượt phát nào. Nobita. Tên đẹp đấy. Nhưng mà tông hơi ẩu rồi bạn ơi. Các bạn ấy không đi vòng mà bạn ấy lại đi kiểu thế nhỉ. Có lựu đạn không thèm ném qua luôn. Khinh thường mình quá. Với mình mà ban nãy mà mình có lựu đạn là mình ném qua rồi đấy. Chẳng qua là ban nãy mình không có, đâm ra là mình phải rút lui thôi. Đứng im một chỗ là dễ bị ăn lựu vào mồm lắm. Rồi ok rồi. Bò xa ghê ta. Tính công mình hay gì. Liệu này bạn ơi. À chạy hay đấy. Thôi lại rút thôi. Địch biết vị trí rồi mà ở đấy là lại ăn bom ngay đây anh em ạ. Đừng có dại. Thấy bạn rồi nha. Nhảy vào nhà đi bạn ơi. Đó anh em thấy không. Ban nãy mà cứ thủ ở trên đấy là kiểu gì chả dính. Ơ cái đậu xanh. Sao vẫn chạy dính trái liệu được nhở. Anh chàng này ném liệu quái ghê. Này thì ném liệu quái này. Hai viên vào đầu là bạn ấy xong thôi. Ném liệu thì hay đấy, nhưng mà di chuyển loạn lên thế kia thì chỉ làm mồi cho địch mà thôi. Còn 8 người thôi à. Có người phía sau. Rồi, dính được 2 viên.
Ok, bạn ấy chạy rồi. Mình cũng tìm cách vào bo đây. Bắn nhau với bạn ấy làm gì? Đang ngoài bo mà. Đâu rồi? Có kem mình không? Ê, góc đẹp. Ôi, sao vô tâm lại không vào đầu cái nào nhở? Đen thế. Liệu này bạn ơi. Đó. Mấy anh chàng mà biết là đã lộ vị trí rồi mà còn không thèm chạy đi ấy, thì dễ bị ăn liệu vào mồm lắm. Mình nói thôi mà, sai đi đâu được. Bên trên có người anh em ạ. Nhưng mà mình đang tính xem là có nên công hay không. Súng của mình thì không bắn được tầm xa. Còn có hai người thôi á. Ô, thế là còn mỗi một bạn thôi à? Rồi, hiểu không? Cứ tưởng là còn đông lắm cơ. Thôi, giải quyết nốt anh chàng này và chúng ta sẽ hoàn thành cái thử thách ngày hôm nay nào. Thằng đấy. Ý. Đậu xanh. Tự dưng bị lỗi anh em ơi. Không sao. Còn cơ hội. Đó, bắn đi. Này, bắn mình này. Yeah. Như vậy là thử thách ngày hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc. Nếu như mà anh em có bất kỳ thử thách gì muốn đặt ra cho mình thì cứ comment xuống bên dưới nhá. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ tới phần cuối của video, đó chính là hãy comment đi và dõi trả lời. Comment đầu tiên đến từ bạn Bách La Sát. Hello anh Gió, chúc anh Gió bờ tờ vờ vờ ạ. À, câu hỏi, anh có thể làm vlog về người yêu anh không ạ? Mong anh dép. Thì câu trả lời là không nhá. Còn về lý do thì vì nó là riêng tư của mình nên là mình xin phép không tiết lộ nó ra. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Chúc bạn bờ tờ vờ vờ nhá. Comment tiếp theo đến từ bạn Bắp Level Max. 4 giây trước, chúc anh Gió buổi tối vui vẻ ạ. Chúc anh Gió ngày càng thành công hơn trong công việc ạ. Câu hỏi là mối tình đầu của anh Gió là bao nhiêu tuổi? Anh Gió có ấn tượng gì về mối tình đó không? Thì mối tình đầu của mình sinh năm 1996. Và ấn tượng duy nhất mà mình nhận được từ mối tình đầu đó là xa, rất xa. Tại vì là mối tình đầu của mình là mình yêu xa mà. Cảm ơn Bắp nhé. Và chúc những điều tốt đẹp nhất đến với Bắp. Comment tiếp theo đến từ bạn Sấm Gaming TV. Yo, anh Gió. Chúc anh Gió, à chúc anh có một buổi tối vui vẻ ạ. Anh có thể đổi giờ live trên Boya được không ạ? Thì như mình đã nói rồi, là cái giờ live trên Boya ấy là do bên Boya sắp xếp là cho mình 4 ngày để mình test. Tức là ngày mai là ngày cuối rồi. Và nếu như mà mình mà test xong và được nhận chính thức vào ứng dụng Boya thì lúc đấy mình sẽ đổi giờ sau nhá. Yên tâm là kiểu gì thì kiểu mình cũng thông báo mà. Cảm ơn Sấm và chúc Sấm có một buổi tối vui vẻ nhá. Comment thứ tư đến từ bạn Tuấn Xuân. Hello anh Gió, chúc anh Gió bờ tờ vờ vờ. Câu hỏi là từ lúc anh làm YouTube đến giờ, anh đã gây drama và từng xích mích với ai trong cộng đồng Free Fire chưa ạ? Thì thực ra là nếu như bạn mà quan tâm mình từ lúc mà mình bắt đầu làm thì chắc chắn rồi, chưa hề có. Chúc bạn buổi tối vui vẻ nhá. Comment tiếp theo đến từ bạn Trung Tín. Chúc anh Gió một ngày vui vẻ. Anh Gió làm thử thách sử dụng cây M4A1 gắn 3 chip M4 với băng đạn tăng tốc bắn lấy tốc 1 đi ạ. Gắn 3 chip được á? Mình nhớ là gắn là có 1 chip thôi mà ta. Nhưng mà kèo này thì mình nhận nhá. Dù sao thì cũng được nhiều người like thế kia cơ mà. Có gì thì nhớ xem video ngày mai để nhận được kết quả nhá. Cảm ơn bạn Tín rất là nhiều và chúc Tín một ngày thật là vui vẻ nhá. Ta-da! Như vậy là video ngày hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Anh em cảm thấy video ngày hôm nay như thế nào? Hãy để lại ý kiến của anh em ở bên dưới nha. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình. Đây là một số video mình nghĩ là nó có lợi cho anh em. Cuối cùng là cảm ơn anh em đã xem video và chúc anh em có một ngày thật tốt lành. Tạm biệt và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Bye bye!